ấn lửa đầu đời. Tác giả Lý. Những năm đầu định cư tiểu bang nằm tận trong lòng của đất Mỹ, người Việt định cư tại thành phố này không đếm trọn hết trên bàn tay. Họ không biết mình phải làm sao sống với thời tiết băng giá vào mùa đông. Con mới 3 tháng tuổi tròn, hai mẹ con nằm trốn lạnh trong căn nhà nhỏ, chỉ có một phòng không cửa. Nhà được sưởi bằng lò sưởi cũ của 40 năm trước, được đốt ấm bằng dầu lửa. Nhìn qua khung kính cửa sổ, Hòa thấy nước đóng băng tạo thành rèm nước đá như thủy tinh, lấp lánh lung linh khi ánh sáng ban mai xuyên qua. Hàng ngày Hòa tự nhốt mình với con gái còn bú sữa mẹ trong phòng. Ôm con ngủ trong lòng, càng nhìn thương con, Hòa càng nhớ quê nhà, nhớ mẹ, nhớ cha. Tưởng mình như còn trong giấc mơ, mấy năm qua vẫn còn thấy được dòng sông lững lờ trước nhà uốn quanh, hàng dừa soi bóng nước, tiếng ghe chèo rau bán hàng trên sông, tiếng máy chạy vẫn còn nghe văng vẳng đâu đây. Bây giờ chung quanh xóm thật vắng lặng, căn nhà đối mặt hình như im lặng ngủ triền miên. Nếu không có sợi khói từ ống lò sưởi trên mái nhà bay lên thì không ai biết được bên trong có người cũng trốn lạnh như Hòa. Tuyết trắng phủ trên con đường trước mặt, tuyết phủ trên cành cây rung rinh mỗi khi cơn gió thổi qua, như đôi gánh lúa nặng trĩu trên vai của ai đó nhịp nhàng bước nhanh trên bờ ruộng. Nhìn chung quanh toàn một màu tuyết trắng, cảnh đẹp như bức tranh trong thiệp chúc mùa Giáng sinh. Không có người đi qua, không một tiếng ồn của động cơ. Hòa hoàng tiếng một chiếc xe chạy vùn vụt nhanh qua, rồi mọi vật chung quanh trở về im lặng, thật lặng lẽ. Một thế giới Hòa đang ở thật hoàn toàn khác hẳn nơi quê hương với nắng thật ấm. Mặt trời lúc nào cũng ở phía trên, sáng mặt trời lên, chiều lặn xuống. Hòa tưởng như mình đang lạc và sống trong một hành tinh lạnh lẽo xa lạ. Hòa tự hỏi, mình làm sao sống nơi đây với những ngày tháng dài còn lại trong cuộc đời? Nơi này sẽ là quê hương của mình sao? Mùa đông cuối cùng cũng đi qua. Hòa ghi tên vào chương trình dạy nghề cho người lớn không nghề nghiệp, kém học và không có lợi tức. Ngân sách của chương trình lại bị cắt giảm. Hòa chỉ còn hai lựa chọn để học nghề, nghề thư ký và nghề thợ tiện. Không có nghề nào khác lựa chọn, Hòa không thích hợp với hai nghề này. Thư ký cần nói giỏi tiếng Anh để giao tiếp, nhưng với Hòa, ngôn ngữ là một trở ngại lớn trong cuộc đời tị nạn mới định cư. Còn thợ tiện, Hòa sống và lớn lên trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, nông nghiệp nơi nơi, nhà nhà đều làm nghề nông và ruộng đồng đã nuôi sống bao nhiêu thế hệ. Máy tiện là một thứ gì thật lạ, không nghe và chưa thấy, chưa đụng tới bao giờ. Hòa với nghề làm cô giáo thì thật là không biết phải làm sao thay đổi cho thích hợp. Hòa phải chọn học nghề thợ tiện vì nó không đòi hỏi phải nói chuyện bằng tiếng Anh, và cái nhìn trước hết là nhận được trợ cấp $2 cho mỗi giờ học. Còn học được hay không thì phó mặc vào tương lai. Mới học Anh văn vài tháng thì làm nghề bằng tay có lẽ thích hợp hơn. Nên cái nghề thợ tiện thành cái nghiệp để tìm lẽ sống trong những ngày tháng đầu nơi đất khách. Lớp học thợ tiện chứa thật nhiều máy, lần đầu tiên Hòa được bước chân vào. Tiếng máy chạy ồn ào át cả tai, mùi khen khét của dầu pha lẫn với mùi kim loại cháy lẫn trong không khí, một mùi nặng nặc khó ngửi. Học viên của lớp phần lớn là học sinh da đen bỏ học, vài người Việt cùng lớp không biết nói tiếng Anh. Bài học đầu tiên của lớp là mài lưỡi tiện. Chưa bao giờ Hòa được đứng kề bên máy tiện. Bây giờ đến xứ Mỹ, nơi mà người ở Việt Nam tưởng tượng đó là thiên đường trên trái đất. Qua được Mỹ sẽ sống trong nhà lầu, đi xe hơi, mùa đông được mặc những áo ấm dày đẹp. Trên cổ có khăn quàng màu ấm đỏ, thanh lịch, hợp thời trang như những tài tử trong phim. Với giày cao ống đi ra chơi đùa dưới trời tuyết đổ trắng trên con đường trước khi vào nhà. Hòa cầm thỏi sắt, cảm giác thật lạnh đi xuyên nhanh qua những ngón tay mềm mại,
một thời chỉ cầm viết, phấn trắng để giải thích những phương trình đại số cho học trò trên tấm bảng đen, tiến gần đến máy mài đang quay nhanh trước mặt. Hòa đưa thỏi sắt cọ vào máy, tia lửa bắn ra sáng cả vùng phía dưới chân. Hòa giật mình, rút tay lại, không dám đưa thỏi sắt vào nữa. Ánh lửa đầu đời của cuộc sống tị nạn chớp sáng lên rồi vụt tắt ngay sau lần va chạm đầu tiên, như tia hy vọng và mơ mộng đẹp của tương lai bừng lên rồi lại vụt tắt. Giấc mơ không còn là giấc mơ đẹp nữa. Thực tế là đây, là khối sắt lạnh lùng với máy mài quay cuồng cùng va chạm phát ra tia lửa sáng như dư âm khói lửa chiến tranh vẫn còn đến đây đốt cháy những con đường với lá xanh hai hàng cây rợp bóng mát, biến thành một sạn đạo đang bốc khói giữa trời đông. Đối diện với khối sắt lạnh lùng, Hòa tưởng chừng như mình sắp bỏ cuộc. Làm sao tìm tương lai được trong khối sắt này trong mai sau? Ánh lửa phát ra từ máy mài của cục sắt làm đốt cháy tương lai và hy vọng của cuộc đời mình sao? Không, Hòa tự tìm câu trả lời, không thể nào. Mình sẽ mài và sẽ làm cục sắt thành lưỡi tiện. Nhưng làm sao? Hòa đang đứng trơ và ngẩn ngơ trước máy đang chạy phành phạch không ngừng. Người thanh niên cùng lớp đến bên Hòa khuyến khích. Chị đừng sợ, nó không đốt chết chị đâu, nó không làm chị chết đâu, chết tôi chịu cho. Hòa tự nhủ, ừ, nó không làm chết đời mình. Mình phải thắng nó, cục sắt vô tri, phải vượt qua nó. Cuộc đời mình, tương lai gia đình và các con không thể vì cục sắt này rồi dừng tại đây. Hòa bầm môi, dùng tất cả can đảm để vượt qua khó khăn trong cuộc đời chạy theo cuộc sống, làm lại từ đầu với đôi tay trắng, với ngôn ngữ chỉ nói được và hiểu nhiều chỉ bằng dấu của đôi tay. Ánh lửa phát ra từ máy mài mũi tiền, khói bốc ra pha lẫn với mùi khen khét của kim loại bám vào tóc, vào làn da mặt. Những mảnh kim loại nhỏ bay ra, dính lóm đóm vào mái tóc xanh mà ngày xưa nơi quê nhà, mái tóc thề chấm ngang vai được chải chuốt với lược cài khi còn là sinh viên của trường đại học. Mẹ lấy bụi đời làm phấn sáp, che dù trời nắng đội mưa rơi. Người ta diễn tả cuộc sống làm mẹ tại quê hương Việt Nam phải trải qua những nỗi khổ và gian truân. Nơi xứ lạ, thực tế Hòa lại gánh nhiều gian truân gấp 10 lần hơn. Mùi khét, khói bụi và sợi kim loại văng ra từ máy đã bám vào tóc, vào da mặt của Hòa hàng ngày thay cho phấn sáp. Không biết ngôn ngữ, không có tiền, không nơi sống, con còn nhỏ, không còn nghề gì khác hơn để chọn. Hòa người nhỏ lại thấp, tay yếu mềm. Dù biết nghề thợ tiện chỉ dành cho đàn ông với đôi tay mạnh khỏe, nhưng không còn lựa chọn nào khác để bắt đầu đời sống với nghề bất đắc dĩ. Ánh lửa đầu tiên trong lớp học nghề thợ tiện chẳng những không thể đốt cháy hy vọng mà lại còn đem cho Hòa niềm tin tưởng, trách nhiệm và gia đình. Tương lai các con đem cho Hòa một sức mạnh, can đảm vượt qua những khó khăn trong bước đầu của cuộc đời tị nạn trên đất Mỹ. Đàn ông với sức cánh tay mạnh, việc sử dụng máy tiền không chút khó khăn. Còn Hòa đem tất cả nỗ lực phải cố gắng hơn gấp 10 lần mới có thể điều khiển và lay chuyển máy tiền vô tri lạnh lùng. Chương trình học kéo dài một năm với những nỗ lực và cố gắng ngoài sức tưởng tượng của thầy dạy. Hòa đã học xong tốt nghiệp chương trình sau 6 tháng. Hòa và gia đình dọn đi California tìm tương lai ở một xứ ấm hơn. Dọn vào căn apartment một phòng. Gia đình Hòa chỉ có mấy cái nồi và quần áo mặc, không có nệm, không có bàn. Cả gia đình không có vật dụng nào cao hơn mặt thảm. Sau khi trả tiền cọc và tiền nhà, gia đình Hòa chỉ còn hơn 100 để chi phí cho những ngày tháng hiện tại. Tương lai, câu trả lời sẽ dành cho ngày mai. Chiếc xe Nova cũ đưa gia đình Hòa vượt hơn 3.000 dặm đến nơi an toàn. Hy vọng nó sẽ không bỏ cuộc sớm trong khi cả gia đình Hòa chỉ trông cậy vào nó để làm phương tiện đi kiếm sống. Còn những ngày tháng tới sẽ là những bài toán nhức đầu khi chưa có việc làm.
Qua một tuần, Lý chưa tìm được việc, còn Hòa nhận được việc làm trong xưởng tiện. Nhân viên làm việc toàn là đàn ông người Bể và Mỹ, không một bóng người đàn bà hoặc người Việt. Dáng người thấp và nhỏ thó, đứng không cao hơn mấy tiền, nên Hòa được sự chiếu cố đặc biệt. Ông sếp cung cấp một bục cây cao hơn 1 feet cho Hòa có thể bước lên đủ cao để cày máy. Kinh nghiệm mang theo chỉ 6 tháng trong trường học chỉ là những căn bản sử dụng máy. Hòa phải mang kiến thức toán học riêng của mình ra sử dụng trong việc đo đạc và làm. Mỗi ngày tan sở, Lý và con đến hãng rước về. Hòa lên xe mệt nhoài, tay chân rã rời, nằm dựa vào ghế, nhắm đôi mắt chỉ mỉm cười nửa miệng, trả lời câu hỏi thăm của con vài tiếng ngắn. Má Mi khỏe không? Con nhớ má Mi. Hòa nắm tay con. Má Mi cũng nhớ con lắm. Má Mi hơi mệt, nhưng về nhà tắm là khỏe ngay. Con biết Hòa đang mệt nên không hỏi nhiều. Thôi, má Mi nghỉ, về con chăm sóc cho má Mi. Cả gia đình im lặng. An nhỏ nhất cũng im lặng. Có lẽ An hiểu được Hòa đang mỏi mệt, cần nghỉ ngơi sau 12 giờ đứng làm trong xưởng tiện. Da mặt Hòa đượm mùi dầu và khen khét cháy, lẫn trong tóc có nhiều kim loại trắng bám dính đến chân tóc. 3 tháng làm việc, Hòa được sếp gọi vào nói chuyện. Sau 3 tháng làm nhân viên được cho lên lương và cho làm nhân viên thường trực. Nhưng những cái nhân này thật là trái lý lẽ của bình thường. Sếp cho biết: tôi cho cô biết, cô làm không có kinh nghiệm trong công việc và tôi sẽ bớt lương cô 50 cent một giờ. Hòa rất ngạc nhiên, im lặng chưa trả lời thì sếp nói tiếp: cô trả lời tôi, cô còn muốn làm hay nghỉ việc? Hòa trả lời ngay không do dự: tôi vẫn còn muốn ở lại làm, không nghỉ. Làm sao nghỉ được? Hòa nói thầm: nó bớt 1 đồng cũng không thôi việc. Lý chưa tìm được việc làm thì tiền đâu mà sống, tiền đâu mà trả tiền nhà. Ánh lửa đầu đời trong xưởng tiện tưởng chừng thiêu hủy hết những mộng ước tương lai, dẹp mất đi tất cả hy vọng. Nhưng sự can đảm chấp nhận với cố gắng vượt mức, nỗ lực phi thường dù cho nghịch cảnh, không chọn đúng nghề, thiếu thốn lúc ban đầu cũng không làm cho Hòa nản lòng. Hòa đã chiến thắng cái sợ hãi, vượt qua những giai đoạn đầu khó khăn nhất trong cuộc đời. 20 năm sau, Hòa, Lý cùng Thái An tốt nghiệp đại học cùng năm. Cha mẹ đến dự lễ ra trường của An, và tháng sau An đến dự lễ ra trường của cha mẹ. 2 học trò già mái tóc đã có nhiều đốm trắng, cùng ôm con với mái tóc óng mượt của tuổi xuân chụp hình kỷ niệm để đời. Ánh lửa đầu đời nơi đất Mỹ chan chứa thật nhiều kỷ niệm, đau thương lẫn hạnh phúc. Pha vào đó một chút thương yêu của con tim thì bạn sẽ tìm được nó ở quanh đây. San Jose, ngày 24 tháng 7 năm 2015. Viết tặng người vợ cùng góp bàn tay vượt qua chông gai của cuộc đời. Em yêu ơi, anh mãi yêu em. Anh vẫn muốn hôn bàn tay em dù đã hơn 50 năm kết hôn. Lý.